đề nghị dừng lưu hành MV có nội dung tiêu cực của Sơn Tùng MTP. Cục nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch vừa có công văn đề nghị xử lý, ngăn chặn đăng phát, lưu hành, phổ biến MV There's No One At All của Sơn Tùng MTP trên mạng. Trước đó, khi nắm được thông tin phản ánh của cộng đồng mạng, cục này đã xem xét nội dung MV. Nội dung của MV hoàn toàn không phù hợp mà gây tác động đến giới trẻ, trong đó có hình ảnh nhảy lầu nguy hiểm. Điều đó càng nguy hại hơn khi chúng ta vừa trải qua 2 năm đại dịch nhiều khó khăn. Hình ảnh trong MV dễ gây tâm lý tiêu cực cho cộng đồng, ông Do cho biết. Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ xử lý cá nhân, đơn vị phát hành vi phạm quy định khoảng 4 điều 3, Nghị định số 144/2020/NĐ-CP. Còn về phía nội dung MV có hình ảnh tiêu cực, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử sẽ yêu cầu Google ngăn chặn trên nền tảng YouTube. MV There's No One At All được phát hành trên kênh YouTube Sơn Tùng MTP Official vào tối 28 tháng 4. Sau 6 giờ đăng tải, MV này đã có hơn 3,8 triệu lượt xem, leo lên vị trí top 1 trending trong danh mục âm nhạc thịnh hành. Trong MV There's No One At All phát hành vào tối 28 tháng 4, ca sĩ Sơn Tùng MTP thể hiện hình ảnh một chàng trai có tuổi thơ khốn khó. Anh là đứa trẻ mồ côi, lớn lên từ cô nhi viện. Không nhận được tình yêu thương từ gia đình và những người xung quanh, anh đổi tính đổi nết và theo thời gian đã trở thành một kẻ lêu lỏng hay quậy phá, gây rối. Anh thường bị người khác đuổi bắt, đánh đập không thương tiếc. Sau những ngột ngạt phải chịu đựng, anh tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy lầu. Đó cũng là cảnh kết của MV được phát hành vào tối qua, gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Các bạn nghĩ sao về MV mới của Sơn Tùng MTP? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.